chiếc áo phao đồng vũ. Vậy thì có rất nhiều anh chị hỏi em đó là để mà giặt được những chiếc áo phao đồng vũ thì chúng ta xử lý như thế nào, và với thiết bị máy giặt ướt thì chúng ta xử lý như thế nào. Vậy thì như mọi người đã thấy, đây là hình ảnh chiếc áo mà em đã xử lý giặt xong. Vậy thì để mà xử lý một chiếc áo phao đồng vũ, chúng ta có thể cho được vào nước giặt hay không, chúng ta giặt như thế nào, đó là những vấn đề mà anh chị thường quan tâm. Khi mà làm người giặt hàng công nghiệp thì chúng ta sẽ vướng rất là nhiều vấn đề, quy trình chúng ta xử lý quần áo, quy trình chúng ta tẩy rửa, quy trình giặt chăn, làm thế nào để một cái chăn khi mà sạch nó phải đảm bảo thơm từ vụ này sang vụ sau vẫn giữ được mùi thơm lâu. Đó là những vấn đề mà rất nhiều anh chị quan tâm. Vậy thì chi tiết về quy trình giặt áo phao đồng vũ thì anh chị xem được video này thì ấn like, đăng ký kênh, và video sau này em sẽ hướng dẫn chi tiết anh chị cách xử lý áo phao đồng vũ. Cảm ơn tất cả anh chị đã xem video.